Đô Nguyễn Trọng Quang, Bắc Ninh Phố Xanh, Hai Đô Bảo Giới. Hai Đô bắt tay xe đạp. Tôi chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Chúng tôi xin công bố kết quả keo vật vừa qua, Hàn Tân 43 ở lúc 0 phút 53 giây của hiệp 1, Nguyễn Trọng Quang Bắc Ninh thắng.